và em đang di chuyển vào khu vực cốc của sư cả nhà nha. À, để ghi hình cho cả nhà mình xem hình ảnh ở trong cốc của sư, nhưng mà không biết có gặp sư hay không nha. À, tí xíu nó vào đến nơi thì em sẽ ghi hình để gửi đến cả nhà nha. Đây là cái đường đi vào cái khu vực cốc của sư, hai bên là nghĩa trang mênh mông rộng lớn luôn cả nhà. Khu này là khu nghĩa trang rất là lớn luôn, có thể nói là một khu nghĩa trang rộng mênh mông luôn và rất là khó tìm luôn. Thứ hiện tại là sư đang ở vị trí nào luôn cả nhà, chắc có thể là nếu hữu duyên thì sẽ gặp được sư nha. Và khi nào gặp sư thì em sẽ lại ghi hình cho cả nhà mình xem. Bây giờ thì đang đường chạy vào cái khu vực mà cốc của sư đang ở. Thì hôm qua thì biết chỗ, hôm nay thì sư di chuyển sang một cái cốc khác rồi, đã không biết là hiện tại đang ở cái vị trí nào cả. Không, cái đó nghĩa trang rất là lòng rộng luôn cả nhà nha. Đường đi thì gặp rồi khó đi lắm. Bây giờ thì em sẽ đi lòng vòng để ghi hình cho cả nhà mình xem cái khu nghĩa trang này ha. Nó đường rất là rộng rãi luôn, đi rất là khó cả nhà. Còn là mộ không? Còn tới nơi thì em sẽ tiếp tục ghi hình cả nhà xem nha. À, chào cả nhà. Dạ, kính thưa cả nhà. À, bây giờ là 12 giờ trưa cả nhà nha. Em đang ở trong nghĩa trang, nơi mà sư Minh Thông đang tá túc ở đây cả nhà ha. Em sẽ đi lòng vòng. Quanh khu vực đây ghi hình cả nhà xem chút ha. Trước chúng ta sẽ đi qua cái chỗ mà sư đang ẩn tu bên đó. Đây là khu vực nghĩa trang cả nhà, nghĩa trang rất là lớn luôn. Nó khu nghĩa trang rất là to luôn. Sư đang ẩn cư ở trong này cả nhà. Chúng ta sẽ đi một vòng vào bên này xem thử có sư không. Sẵn ghi hình cho nhà mình xem. À, hiện tại thì bên kia thì sư đang ngồi thiền cả nhà. Đấy, sư đang ngồi thiền ở trong này nè. Đó, thành ra là chúng ta không có vào làm phiền cả nhà nha. Chỉ đi một vòng ở ngoài cho cả nhà xem thôi. Sư đang ngồi thiền ở trong đó cả nhà. Sư đang ngồi thiền ở trong đó cả nhà nha. Chiếu em sẽ ghi hình cho cả nhà mình xem. Ta đi ra lại xem thử có sư ở ngoài không nha cả nhà. Hồi nãy thì đi ngang thì thấy sư đang nằm nghỉ cả nhà. Ta không có làm phiền. Bây giờ em sẽ đứng ở đây để phải vô cho cả nhà xem. Em xem sư đang làm gì. Sư đang ngủ hay sao? Sư đang ngủ ở trong này cả nhà. Cả nhà thấy không? À, sư đang nằm ngủ ở dưới này. À, nằm ở trong này này. Bây giờ là buổi trưa cả nhà nha. Bây giờ là mới 12 giờ. 12 giờ trưa thôi. Thành ra là không có vào làm phiền sư cả nhà nha. Sư đang nằm ngủ ở dưới cả nhà, đang nằm ngủ ở dưới đây. Đó, cả nhà thấy không? Có thấy sư đang nằm ở dưới không? Đó, sư nằm đó. Chung lại gần cả nhà. Đây là khu vực nghĩa trang, nơi mà sư Minh Thông đang tá túc tại đây cả nhà. Sư đang có thể nói là đang ẩn cư ở đây. Một cái nơi rất đặc biệt cả nhà nha, em không tiện nói ra. Anh em chỉ biết là nơi rất đặc biệt cả nhà, nơi phải nói là yên tĩnh, một nơi thật là bình an để các sư có một cái nơi yên tĩnh để tu tập. Tuyệt vời cả nhà, không gian thì vắng lặng. Ở đây thì hầu như không có một tiếng động nào cả, vắng lặng lắm. Cực kỳ vắng luôn. Anh đi qua đây ghi hình cho cả nhà xem. Đây các bạn thấy không? Trong đó thì sư Pháp Cảnh đang ngồi thiền, còn sư Minh Thông thì nằm nghỉ ở dưới cả nhà. Thành ra mình không có vào trong cả nhà nha. Ghi hình cho cả nhà xem đôi nét cái khu sư đang ở lại, đang tá túc ở đây thôi. Rất là đẹp cả nhà, một cái khu nghĩa trang khá là yên ắng.
tí xíu nữa mà vào gặp sư thì em sẽ ghi hình tiếp cho cả nhà mình. Sư đang đi vô cốc này nhà nha. Sư vô cốc rồi, em chỉ núp ở ngoài. Đây cả nhà, cốc của sư ở cái tu ha. Đây là nghĩa trang rất là lớn luôn, nghĩa trang rộng mênh mông luôn. Buổi trưa vắng vẻ không có ai đây. Lên tìm sư nhưng mà sư ngủ rồi cả nhà nha. À, thì bây giờ thì chắc có lẽ đi về thôi. Bây giờ thì chắc em đi về nha cả nhà. Trưa sư ngủ rồi cả nhà ơi. Chiều nay nếu mà rảnh thì sư vào gặp sư được thì sẽ ghi hình cả nhà xem. Bây giờ 12 giờ trưa nắng không ai ở đây cả nhà. Vắng quá. Nghĩa trang vắng quá vắng luôn, không có ai hết. Bây giờ thì xin phép đi về thôi. Dạ, kính thưa cả nhà. Vậy là 12 giờ trưa thì em đã vào chỗ cốc của sư ẩn tu rồi cả nhà. Để tìm sư nhưng mà sư đang nằm nghỉ ngơi cả nhà nha, thành ra không có gặp sư. Mình chỉ đi một vòng ở ngoài cả nhà nha, thì hình như cả nhà mình xem thôi. Sư đang nghỉ ngơi ở bên cốc bên kia cả nhà, không có vào. Tí nữa mà sư dậy nghỉ ngơi dậy thì mình sẽ vào để gặp sư sau cả nhà nha. Đôi nét về khu vực chỗ cốc của sư ẩn tu này cả nhà, ghi hình cho cả nhà mình xem. Đây là một cái nghĩa trang hết sức là rộng lớn cả nhà nha, rất rộng luôn và rất là to. Ở đây thì rất là yên tĩnh luôn, nói chung là vắng lặng, không gian vắng lặng ha, hầu như không có ai ở đây cả. Đặc biệt là thời gian buổi trưa thì nó càng vắng hơn. Chỉ có một mình ở trong cái nghĩa địa này thôi. Bây giờ sư thì đang ở bên cái mộ bên kia. Có cái mộ lớn, sư ở bên đó để ẩn tu ở trong đó cả nhà. Giờ thì sư đang ngồi thiền, mình không có vào được. Để nó đẩy cho cả nhà xem nè, sư đang ngồi thiền ở trong. Sẽ zoom lại gần cho cả nhà mình xem nha. Đây cả nhà thấy sư đang ngồi thiền ở trong đó, không có vào được cả nhà nha. Rất cảm ơn cả nhà nha, đã theo dõi video. Chắc chắn là sẽ còn trở lại với cả nhà trong rất nhiều video khác nữa. Cả nhà nhớ theo dõi trên kênh nha. Hãy nhớ like, chia sẻ video. Để khi có những cái thông báo mới thì em sẽ ghi hình để gửi đến cả nhà sau ha. Sư đang ngồi nghỉ ở bên cốc đó nha. Đây là cái chỗ mà sư nghỉ ngơi cả nhà nha. Thôi, đến đây thì em xin tạm dừng video ngắn hôm nay nha. Xin hẹn cả nhà trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà.